cắm điện vào chạy thử một con các bác nhá. Xin nhắc lại anh em là đây là một con súp chưa qua sử dụng luôn. Đây, con ghim kim loại vừa phải cạy ra, nhấc ra được các bác nhá. Nguyên đai nguyên kiện, bây giờ mới là lần cắm điện đầu tiên. Càng đang để cầu điện 220 với con súp này. Đang để điện 220. Mã 315 là một mã khá nổi tiếng rồi. Cấu tạo là một bát 25. Gân cao su béo. Giấy tờ đầy đủ kìa. Đấy. Tê cắt tần này. Music và movie. Súp khi quay lên thì nó là cái âm bát, nên là anh em, một là anh em phải nghe qua bộ dàn âm thanh, hoặc hai là nghe qua tai nghe thì các bác mới cảm nhận âm bát. Hoặc là khi các bác nghe nhạc hoặc hát karaoke thì các bác vặn lên thì các bác sẽ cảm nhận nó rõ hơn so với kiểu là mình nghe quay qua điện thoại thu âm. Lỗ thông hơi bên cạnh nha. Bát 25 úp gầm. Và dưới này có hệ chân đỡ bát ở phía này. Giá 9 triệu đồng, xin nhắc lại anh em. Đây là một con súp chưa qua sử dụng. Xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Xin cảm ơn.